các cầu thủ Real Madrid tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu với Stuttgart tại Champions League. Kể từ mùa giải 2024-2025, Champions League sẽ được thi đấu theo thể thức mới. Số đội được tăng từ 32 lên 36 và không còn chia vào các bảng đấu như những mùa giải trước đó. Trong giai đoạn League Phase, tất cả các đội bóng đều sẽ chơi tổng cộng 8 trận đấu với 8 đối thủ ở 4 nhóm hạt giống, thi đấu 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Stuttgart tại Champions League, huấn luyện viên Ancelotti đã chỉ trích thể thức mới. Ông nói, "Tại chúng tôi đang tìm kiếm vấn đề nhưng nó không nằm trong tay chúng tôi. Lịch thi đấu quá dày đặc. Một cuộc cạnh tranh mới xuất hiện và bạn không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Nó có thể thú vị hơn mùa giải trước nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ phải thi đấu thêm 2 trận đấu nữa. Nếu cơ quan quản lý và những người ra quyết định không nghĩ rằng các cầu thủ bị chấn thương vì thi đấu quá nhiều thì chúng ta có một vấn đề lớn. Tôi sẽ đề nghị họ suy nghĩ về việc giảm số trận đấu để có những giải đấu hấp dẫn hơn." Mặc dù công khai chỉ trích thể thức mới của Champions League, nhưng huấn luyện viên Ancelotti vẫn tin rằng Real Madrid là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ông cho biết, thể thức thay đổi nhưng những ứng cử viên vô địch không thay đổi. Vẫn là những cái tên quen thuộc. Real Madrid là một trong số đó. Một số người cho rằng chúng tôi được đánh giá cao hơn vì đã vô địch vào mùa giải trước. Nhưng Champions League mùa này sẽ là câu chuyện khác. Tôi hy vọng Real Madrid có thể tái lập thành tích vào chung kết như mùa giải trước. Real Madrid bắt đầu chiến dịch Champions League 2024-25 vào 2 giờ 0 phút ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đoàn quân của Ancelotti đối đầu với Stuttgart trong trận đấu ra quân. Tin vui đã đến với Real Madrid khi các tiền vệ trụ cột như Bellingham, Guamun đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu. Nhận định Bayern Munich vs Dinamo Zagreb 2 giờ 0 phút ngày 18 tháng 9, mưa bàn thắng tại Allianz Arena ngày 17 tháng 9 năm 2024 Lê Quang Liêm hạ nhà vô địch thế giới. Tuyển cờ vua Việt Nam bất bại tại Olympiad 2024 ngày 17 tháng 9 năm 2024 Oscar rời Trung Quốc. Sự kết thúc của kỷ nguyên vàng China Super League ngày 17 tháng 9 năm 2024 Khanh Kiều.